Xin chào các bạn ngày hôm nay xin giới thiệu các bạn một tác phẩm chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Lam của tác giả Xuân Tùng Tôi là một người lính bộ binh tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Lam đánh đổ chính phủ diệt chủng Khmer đỏ năm 1978 tới năm 1983 sau hơn 4 năm rưỡi dọc dài trên các lẻo chiến trường đất nước Chùa Tháp tôi trở về bước lên bậc thềm nhà đúng chiều ngày 23 Tết Quý Hợi năm 1983 4 năm đầy hy sinh gian khổ với rất nhiều bạn bè và đồng đội tôi đã không trở về. Cuộc sống làm ăn xô cuốn nhưng những gương mặt thân của đồng đội nhiều đêm trở lại. Tên các anh em vẫn luôn được nhắc trong những ngày kỷ niệm, trong những buổi hàn huyên lính cũ bên cốc bia hơi trên hải phố. Chính họ đã nhắc tôi kể lại câu chuyện Tây Lam này. chúng tôi không phải là nhà văn, nhà báo, tên tuổi các anh em vẫn giữ nguyên không đổi như họ vẫn còn sống trên đời. Phần 1. Nhập ngũ tôi vĩnh biệt tuổi học trò làm một cú va chạm mạnh. Nguyên bắc của đó, chị em toàn dùng một loại quang treo cùng kia. Nó dày, các lớp vải được tích kê đồng tâm chặt với nhau thành hình nón. Đặc biệt cái mũi cứng và nhọn hoắt trên cái sơ mi phía ngoài đặt định vị nó bị sờn trước tiên. Chẳng ai tò mò nhìn mãi vào đấy nhưng cũng không hiểu sao nó cứ thường xuyên chọc vào mắt. Người nào cũng ham siêu tầm các tranh cổ động, hẳn đã biết quang treo kiên cố nó ảnh hưởng đến như thế nào tới cái mỹ thuật hội họa tuyên truyền cổ động của chúng ta. Trên các áp phích này thường thể hiện các anh công nhân vạm vỡ, chắc tay búa, gương mặt cương nghị, rắn giỏi. Đứng cạnh là cô gái nông thôn, khỏe khoắn, rùi rào lúi đồi, cầm liềm vươn tới cánh đồng 5 tấn. Năm đó tôi 18 tuổi, đang học lớp 10, trường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, phố Cửa Bắc, hệ 15. Thằng con trai 18 tuổi thời đó thì dại lắm, không quái như bọn trẻ con bây giờ. Vẫn dở ông dở thằng, đôi khi còn mọc quần đùi, lông ngông ra hồ hoàn kiếm, câu tôm vào những ngày nghỉ. Một lần bọn con trai đuổi nhau trong trường, tôi chạy ngoặt một cái vào góc cầu thang gỗ, ngực va sầm mỏng cô gái đang thực tập đi lên. Tôi đỡ cô giáo dạy, lúng búng xin lỗi rồi xấu hổ biến mất. Nhưng cái vết sẹo vô hình bởi sự va chạm chết người trên ngực thì không mất nó cứ luẩn quẩn đó ở trong đầu với sẹo huỳnh đó thời áo trắng làm cho tính tình trở lên chững chạc thanh niên hơn hẳn thời đó áo trắng cũng hiếm gần nửa thời gian thơ ấu của tôi sống tại hà nội dưới thời bom mỹ thả thêm hai lần sơ tán nối đuôi nhau áo trắng của tôi bị nhúng vào chậu xanh metilen cho bố mang về làm ngụy trang tuổi thơ trải qua chiến tranh phá hoại quả thật không may cho một đứa trẻ con nhưng chính những trận bom tầm cao xạ cùng tiếng b 52 rền trời làm tôi không bị bất ngờ trong chiến trận sau này. Cũng chính cuộc sống lơi sơ tán thôn quê đã giúp mình tự lập, thay đổi thói quen, thích nghi với những hoàn cảnh khó khăn, dã ngoại. Sau kỳ thi đại học năm 1978, tôi đi nghỉ hè trên viện bố công tác ở Vĩnh Phúc. Ngày Chủ nhật, tôi theo nhân viên của Việt Ông lên Tam Đảo chơi. Tháng 8, sau mùa thu hoạch cây xuyên khung, thị trấn trên núi vắng Teo thơm ngát mùi xuyên khung héo phơi đầy trên những con đường dốc. Chiều tối khi trở về tới Vĩnh Yên thì trời đổ mưa. Ngoài cửa sổ xe ca hồng thập tự, một đoàn lính đang lặng lẽ hành quân. Họ chùm đi lông xù sù cắm cúi bước đi trên con đường ướt loáng thoáng ánh đèn hoa. Trong xe thật ấm và chỉ một chút nữa thôi là về tới nhà. Để giữ dài đôi càng chân đã mỏi như vì leo dốc. Mở chiếc đài hồng đăng ở trong phòng ra nghe nhạc. Nhưng có một điều gì đó như sự cảm đồng vọng tôi bắt đầu nhìn theo mãi đoàn quân ấy, sự cảm bỗng trở thành hiện thực trong vòng 30 phút. Về đến viện gặp bố, ông bảo, mai về Hà Nội, con có lệnh nhập ngũ. Chỉ 4 tháng sau, chúng tôi trở thành đồng đội, cùng ngành quân rời rạc như thế, cùng chui gầm, ngủ đất, không biết sống chết như thế nào ở một nơi xa lắc. Tân binh sẽ là một thiếu sót lớn trong câu chuyện biên giới Tây Lam khi không nhắc đến những làng quê chúng tôi huấn luyện ở đó khi vào chiến trường Nơi đây xóm núi thôn Lâm huyện Kim Thành, tỉnh Hà Nam Ninh, gần ngã ba Bình Lục. Một làng quê Bắc Bộ vùng đồng chiêm trũng để hình, những ngọn đồi nhấp nhô cắm thẳng xuống đồng sâu, che cái bao bọc lấy hàng thành dài lũy dài rậm rạp. Dân làng rất nghèo, nhiều nhà phải ngả ra cả cửa xuống làm chỗ làm cho bộ đội. Tôi với Tuấn Anh được anh Ly, tiểu đội trưởng đưa về nhà của một chị có chồng đi lính trong Mỹ. Chị có thằng bé con học lớp 1. Anh Tuấn, cho nó cái bánh mì nó nhìn mẹ rồi ngầm ngừng cầm lấy ba năm sau kể từ ngày thống nhất chồng chị vẫn không có tin tức gì chị rất ít nói buồn như một cái bóng Một lúc, khi chúng tôi nghe tiếng còi báo thức sáng của anh đi đã thấy chị cuốn cà gạp vào chân kéo cành rong che lấp ngoài cổng ra đồng rồi xà cạp là miếng vải cuốn vào bắp chân cao đến tận đùi để chống đỉa đồng chiêm trũng nhiều đỉa đỉa hẹ nhỏ mỏng như cái que Hai lần vàng chóe nhưng rất thính, động nước là lao đến liền. Con này rất sợ nhưng mà nó tham ăn, lại hay luồn lách vào những chỗ không ngờ. Đỉa trâu là lỗi sợ khủng khiếp nhất. Khi đói nó co lại thành một cái giái mít, khi lo máu thì nó trương lên bằng một quả chuối tiêu. Những buổi chiều tập xong ngồi nghỉ ở sân kho cũng là lúc đàn trâu đi hợp tác về. Trâu dồn ở sân kho, chịu chạo nhai lại, người hít, cọ sừng còng cọc. Trên đùi của bầy trâu thường có một túm đỉa lúc liều căng máu. Chúng tôi bè cành cong, hò nhau đi bắt đỉa cho từng con. Những con đỉa to khủng long rơi xuống, lấy chân dẫn lên dây mạnh. Hai tiêu máu phọt ra từ hai cái đầu thành vòi, vụt xa đến cả mét. Vẫn chưa hả, chúng tôi đốt rơm gấp đũa đỉa thảy vào. Những con đỉa lổ bùm bụp, tiết dở sống dở chín băng tung tóe. Thằng Trương muốn thể hiện cái bản lĩnh. Trước anh em, nó lướng cháy từ một con đĩa cho đến khi vỏ ngoài thành than Nó móc cái vỏ ra đỉa đến cháy Cầm miếng thịt trâu nóng hổi rồi cho thẳng vào mồm nha Nhăn nhở cái mặt làm trò Một tuần sau Thấy chúng tôi ở nhà chợ ấy có vẻ không tiện Anh đi lại lôi hai thằng về ở cùng Nhà này thì khá to, có thềm đá, mái ngói Vốn là nhà của tịch thu của địa chủ thời cải cách ruộng đất Ông chủ nhà là chủ nhiệm của các tác xã Có con đi bộ đội ở phía Nam Hai ông bà cùng cô con gái út 17 tuổi tên là Độ ở nhà trên. Bọn tôi được xếp nhà ở ngang phía dưới. Toàn bộ khu nhà nằm thoải mái từ chân núi xuống cái giếng cạnh đường làng. Cái giếng sâu lắm, dây quăng ngắn đến mỗi lần cứ quý nhoài người giật gầu bốc nước, bị lạnh lưng và hở sườn. Khoảng mắt thanh khiết thấp thoáng dưới tà xanh tràm. Những ngày mưa ngâu, chúng tôi không ra thao trường được. Làm tập ngắm bia con, bấm bút ở trong nhà sao cho tia bắn trụm. Ngắm bia thì ít, nhưng ngắm phần trăng trắng ở dưới vạt áo múc nước thì nhiều. Mục tiêu di động này tốt hơn bia. Anh đi từ đội trưởng bực mình, rồi máu quân tử mã thượng, đi mua một cái chạc dài thay cho cái dây gầu ngắn. Lại bắt tụi tôi mỗi đứa mỗi ngày phải gánh hai gánh nước đổ lên bể trên cho nhà em độ. Em độ thì không thông cảm cho cái oai với cái sợi xây rừng dài của anh Ly mà không thông cảm cho chúng tôi. Ngày đó, quán bảo bóp cây đa bán cháo hai hào một quả bưởi. Sau khi bộ đội về làng, bà điều chỉnh giá kịch đường tàu lên Lâm Hào. Tôi với thằng Tuấn Anh ở đó thích là có bưởi ăn liền, khỏi phải đi mua. Vì đã có em độ mua cho, bưởi đầy ở sau núi nhà. Tôi thứ tư sinh hoạt trung đội, đọc báo ở sân kho, tôi cao ốm không đi. Lúc về anh đi đi khẽ, đi đèn pin thấy khâu tôi không bị ốm, đang ngồi ăn bưởi, rinh rích vô tư cùng với em trên bực bếp. Anh Ly hầm hầm ra lệnh, từ nay ngồi nói chuyện với phụ nữ, với các nữ đoàn viên thanh niên địa phương, ban tối phải đốt đèn dầu, đèn dầu phải để giữa hai người. Có ai còn nhớ quả chấp không? Nó giống như quả cam, vỏ và màu vàng, muối bên trong chỉ chua gắt. Độ hay gội đầu bằng nước bổ kết, lướng, thêm nhánh xả và mấy miếng vỏ bưởi. Em đứng ở rộng sân, sổ tóc ra chậu nước đặt ở thềm đá cao, từ từ chải tóc thật kỹ, thật cẩn thận. Sau cùng dùng nước tráng bắt lửa quả chấp vào và trải tiếp Nước trái chấp chua làm cho tóc mềm và mượt Tôi trở lại thăm nơi vấn điện cũ ở xóm núi Thôn Lâm, huyện Kim Thanh, tỉnh Hà Nam Ninh năm 2010 Hỏi thăm em độ, người nàng nói em đã mất Bị đuối ở ngoài cống lon Cái sân kho của đại đội tập thể dục trước kia cũng không còn Ngậm ngùi vì tìm lại nhà thắp cho em lá nhang Để lại chút quà nhỏ rồi đi sau kỳ bắn đạn thật có một mắn nhàm chán. Buổi sáng lười trốn tập thể dục không ai nói. Chúng tôi có thời gian lần mò cải thiện tầm bổ. Nắng thì đi vớt ốc biêu, mưa thì lượn mượn lưới của dân đi đánh cá ở dưới ao của đất xã vượt qua mương. Dù đã vượt bờ nhưng cá của đất xã vẫn là cá tập thể. Đất quê là vùng chiêm trúng mơ màng trong những buổi trưa hanh gắt, lắng chám trái bồng. Giống ốc biêu, lứa vỏ mỏng vàng mọng dồn khí ở bên trong từ từ lồi lên trên mặt nước nhờ con heo may dài và rộng đủng đỉnh làm chuyến viễn du trên mặt sóng lan tăng nghỉ trưa mang vọt ốc đi vớt ốc mùa này tích mỡ ngủ đông nên béo lắm trong những bó dạ được người ta buộc túm bỏ lại bên mở ruộng khô giải tiếp màu là nơi trú ngụ của cô đồng nhấc ra một cái chắc túm được dăm con còn những dấu chân thụt thì động lại trên bùn xanh rêu thọc xuống khô khắm là tìm được một con cá đồng long đong mải mại hay một con cá rít nhỏ đem về nhờ chủ nhà kho khế. Những chiều cuối thu nằm dài chiếc mờ mương dưới ánh bạch đàn ngắm bia mẹ con. Ngắm các em cong mông đẩy xe cải tiến. Đồng đã cả xong vắng tinh, chân dạ dưới bời sắp hàng trắng bóc tương phản với bầu trời kéo ngược hút lên sâu thăm thẳm. Không gian bắt đầu chuyển sang lạnh rất rõ. Đất trước đã bị tôi huấn luyện ở cách bùng bình luật yên đổ quê cụ Tam Nguyên chưa đến 4 cây số. Hẳn ngày xưa cụ cũng sống trong cái cảnh không gian này. Trong thời gian huấn luyện, khẩu phần ăn của bộ đội cực kỳ kham khổ. Bữa sáng ăn ngô xay, nấu kiểu nấu cơm, có chút vôi và để cho ngô mềm. Thường thường lát như bánh đúc. Gác qua cuối tôi hay mò vào cậy cửa bếp ăn bụng cháy. Trên mỗi một chậu nhôm chia ngô, chị nuôi úp một miếng cháy. Cháy ngô, lấu chảo gang, dày, ăn nóng, khá giòn. Bữa chiều, chiều thì cơm ngô cho tỷ lệ 50-50. Thức ăn là rau muống chấm nước mắm gạo ràng, một chút cá khô, mục giữa. Còn thì thôi đó thì định nghĩa là thức ăn hàng ngày của nhân dân mà bằng mắt thường ta không thể nào nhìn thấy được. Thằng Long Nhuận ở 54 phố Hàng Giấy gần hiệu sách Yên Sơn có mang theo một cây guitar. Nó là học trò của ông Văn Vượng, chơi guitar khá hay vào một buổi tối đang ngân cổ xây xưa trình tấu bài xuyên Tạc chết Tiệt thì anh cường chính trị viên vỗ được anh ấy hỏi thằng nào sáng thứ bảy này tôi bảo dạng Trịnh Công Sơn anh ấy bập tay tôi một cái đồng chí đừng có bố láo đại đội này không có quân nhân nào tên là Trịnh Công Sơn cả mai đi làm cỏ lúa bà Hồng liền cứ sau bữa trưa anh em được về đánh giấc thì tôi phải ra ruộng làm lao công dưới sự giám sát của anh đi tiểu đội trưởng anh ấy chỉ cứ lầm bầm chửi Tiên sư mày vì nhân dân quên mình thì không hát cứ đi hát nhăng hát quậy trên sư mày vì mày mà bố mày khổ lây. Sau một thời gian chúng tôi được chuyển ra phía ngoài của thôn Ứng Liêm, xóm đạo nhỏ bé có cái cầu xi măng bắc qua kênh đầu làng, đơn vị huấn luyện. Tá tốc tại đây đã hành quân trước vào làm. Đêm nằm nghe tiếng còi tàu rít tu tu, chẳng biết đến bao giờ đơn vị mình sẽ lên đường. Đêm cuối thu càng lúc càng lạnh, chó sủa, ong óc. Lúc sóng gần, lúc làng xa, có động thì quân cảnh đuổi bắt lính trốn, một tiểu đoàn đã lục đục lên đường. Cái sự cảm lên đường hồi hộp lao lòng. Bắt đầu từ những chứng chó sủa đêm đêm, từ những đoàn gia đình, nhà lính vào thăm ngày càng nhiều. Bố mẹ tôi cũng vào thăm tôi một lần. Tôi gửi lại cây Utah mang theo vào đơn vị để bố mang về. Cây đàn này vẫn còn được treo ở trên tường. Chiều hôm xong thân về, tôi tiến ra tới đường cái quan. Nhớ mãi cái hình ảnh bố gò lưng đạp xe, lam ngược gió, ra bắc của ga phủ lý đào mẹ đằng sau tay chống cái đàn bố mẹ tôi là viên chức nghèo không có tiền để cho nhưng một số anh em trong gia đình muốn bán hay có nghề phụ gia công được cho khá nhiều chúng tôi gom tiền mua hàng mũ trứng vịt luộc ăn với nhau ngày chủ nhật trước khi lên đường cả bọn đụng luôn con bé dê chủ nhà đi đạo không ăn thịt chó nhưng thương mấy đứa sắp phải ra chiến trường đứng ra ngoài gọi làm hộ ở bên bờ ruộng khô trắng vì gió bắc đầu mùa anh ba toa rút ngay những lắm rơm nhỏ đốt quạt phành phạch lật đi lại con chó thui lại những chỗ da còn trắng tụi lính lui cui vây xung quanh vun đốt những cậy muôi mùng đỏ cây mùng đỏ lộn lốc lốc trong lửa da chó dần vàng rộm căng nứt ra những chỗ thoát nhiệt mùi rơm đốt mùi mùng cháy mùi chó thui về một ruộng quẩn quanh dặn bạch đàn trong gió đầu đông đó là ngày chủ nhật cuối cùng trên đất bắc tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu được vào miền nam thì tốt một vùng đất mới chỉ biết qua sách vở vào đó may có khi được vào sài gòn xem dinh độc lập đi cà mau xem sân chim bay xuống ở cần thơ chụp anh Pháp của tôi long quân ăn trái cây một bụng no hết sảy như anh ấy kể hoàn toàn không có một chút khái niệm về cuộc chiến tranh ở biên giới tây nam các vụ lấn chiếm lẻ tẻ của quân mơ Pốt và báo đài đưa tin không gây ra một ấn tượng gì dẹp mấy vụ đó đã có các sư đoàn trận chiến hùng mạnh cùng một đống vũ khí tối tân của Mỹ vừa thu được. Liệu bọn súc sinh ấy có dám đụng tới Việt Nam ta không? Đó mình mình vào đó có khi chỉ làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế là cùng. Hồi đó cũng chỉ tôi mà nhiều người cũng biết là như vậy. Sáng ngày hôm sau, ngày 18 tháng 11 năm 1978, tiểu đoàn huấn luyện báo động di chuyển hành quân ra ga phủ lý. Từ ứng liêm ra thị xã chỉ khoảng 6 km, nên đến gần trưa là tới lời. Các tiểu đoàn khác trong trung đoàn huấn luyện E-104 đã tập kết đầy đủ. Cổng sân vận động được đóng chặt lại. Trưa ngày hôm đó, toàn trung đoàn ăn bánh mì trừ bữa. Khoảng 2 giờ chiều, một đoàn văn công quân đội đến biểu diễn vào úy lão Đường ra trận, mùa này đẹp lắm, trường Sơn Đông nhớ trường Sơn Tây. Tôi không nhớ trường Sơn Tây như nhớ mẹ tôi, nhưng thấy may là khi mẹ tôi không có mặt, Lúc này lòng dạ đâu mà nghe hát. Một số thằng lính tai quái ngồi gần ném rào rào những mẩu xương mía nhai dở lên sân khấu. Những ca sĩ vừa say đắm hát vừa lé những tạc đạn vô hồi. hoàng 4 giờ chiều, đơn vị hành quân vào ga phủ lý giữa hai hàng vệ binh. Từ sân vận động ra ga chỉ khoảng hơn một cây số. Tôi đi trong đội hành quân, ngoái lại thấy em gái cùng với mẹ của thằng Thắng Hàng Bè Thêm gia đình của thằng Lâm và một số gia đình khác cũng đuổi theo đoàn hành quân. Họ đến thăm thường nhật, bất ngờ có cuộc trường quân này. Thằng Thắng học các lớp nhưng cùng trường với tụi tôi. Đám làm bà con gái xông vào nhưng bị vệ binh gạt ra. Mấy thằng lính ở Hà Nội lùi cung hoặc lại. Đội vệ binh không làm căng để mặc trọ ôm lấy nhau trong nước mắt. Hình ảnh này ít đậm trong tâm trí tôi. Thành thử bây giờ cứ xem lại đoạn đầu đặc tả tổng quân trong phim đàn xếu bay qua của họng tôi như nghẹn lại. Một cô gái váy trắng lớ ngớ len lỏi tìm người yêu đi lính giữa hai hàng thiết giáp. Tiếng kèn vòng vòng lên khúc quân hành. hộp bánh bích quy sinh nhật tặng người yêu đổ quà tan vụn dưới vòng bánh xích tăng, tan vụn dưới những gót thành quân. Bốn đứa cùng lớp cùng lên bị tách thành hai nhóm. Khi lên tàu yên vị, tôi với thằng Tuấn Anh ngồi cạnh nhau, thằng Minh, thằng Hiệp ngồi ở toa khác, các cược toa đóng lại, hàng lính cảnh bệ và những người thân hôm đó vô tình nên thăm bộ đội dáng ở lại đến cuối chiều trong phút chia ly. Tàu chuyển bánh, sân ga lùi dần. Ga Nam Định, tàu dừng một lát ngắn rồi đột ngột bố thằng Tuấn Anh xuất hiện ở ngay đầu toa. Ông học ngành đường sắt ở Bắc Kinh, lúc đó đang là trưởng phòng điều độ ở ga hàng cỏ nên biết rõ là tình hình của các chuyến tàu. Chỉ có ông mới đủ trách nhiệm và quyền hạn để lên những toa quân sự này ông cho chúng tôi một ít tiền rồi căn dặn rằng anh em chúng mày dù ở đâu cũng phải bao bọc lấy nhau bố nó cũng như bố tôi mới chắc trước khi vừa thi xong được nghỉ hè chúng tôi còn đạp xe lang thang ở ngoài đường đi chơi về muộn chồng mông tắm ở mấy nước công cộng khuya mới về nhà nó còn lục cơm nguội ăn rồi lăn ra để ngủ sự hiện diện của ông trong toa này như chắc những ngày hè học sinh cuối cấp còn giói tươi hòa phượng ông lặng lẽ xuống toa nên chuyến tàu tránh ở ngay đường sắp bên cạnh rồi ngược trở lại hà nội tôi vẫn nhớ lúc đó trời chưa tối hẳn mặc dù mấy con đèn hành lang trên ga đã heo hắt sáng con tàu trôi vào đồng bằng đen tối những chân đen đèn xa lắc ngực chậm qua các cửa sổ và tiếng máy xe lăn ù ù đến sáng sự buồn chán hôm trước tan biến chúng tôi dán mắt vào khung cảnh ở bên đường có sự thay đổi những vùng đất trước chỉ biết qua sách vở nay chưa qua cửa sổ khiến lòng tôi háo hức đường sắt quảng bình nhiều đoạn chạy lút giữa giải đồi danh cao ngập đầu người đoạn đường đất heo hút cấp ngang có đá em bé áo trắng mà không có quần nheo nhóc trông theo cây cầu sắt nhỏ bắc qua lạch nước réo lên ù ù khi tàu vượt con ngòi lẩn trong vòng tre vùng thượng du có màu xanh thủy tinh đặc biệt những con sông ngàn phố ngàn sâu nào đó mới nghe tên như đã gọi như miền hoang vắng cung đường sắt xuyên qua, Việt tôi đánh dấu bằng những tên ga trong cuốn lịch bỏ túi xinh xắn. Tôi chú ý mũi vào đó để tra tên các con xếp biết mình đang ở đâu. chẳng lớn Tây Linh Thị xã biên giới, bé nhỏ xanh ngắt nằm yên tĩnh giữa vùng đất đỏ. Đoàn xe quân sự vừa dừng bánh. Các gì các em đã chia tận cửa xe mời mua những bình nước mía đá, những gói kẹo đậu phộng. Lời rau véo von vui tai như câu hát dưỡng. Mía ghim, mía ghim, lăm hào một cây mía ghim xe lôi, xe thổ, đôn đáo ngược xuôi, tòa thánh cao đài, chợ long hoa, người đi lại nhộn nhịp. Đám đông dân chúng điểm nhiều sắc lính áo xanh, trong quán góc dăm ba thương binh đại ca chống lạng băng tay phì vẻo thuốc dê, ánh mắt kẻ cả âu sầu nhìn đoàn lính ngố. Chúng tôi được gom vào tiểu đoàn 31, một tiểu đoàn với chức năng huấn luyện bổ sung cho sư đoàn 9 tại căn cứ, nhưng những ngày đó không huấn luyện gì thêm. Quanh chẳng lớn, có một đội quân đầu lậu thu gom ve chai và dụng chiến tranh quân dụng. Anh em thương minh nằm trung cứ suốt ngày đào cọc vác ghi đấu gom một chỗ, đêm mang qua lỗ thủng hoàng rào để bán. Tấm ghi lót đường băng có giá nhất, cái đến là tôn, cọc rào thép gai, cách tốt đạn phá 105 ly. Sóng hết đồ lộ thiên rồi họ đào đến dây cáp điện ngập, thỉnh thoảng bị vệ binh giật bắn đùng đùng, họ quăng cả ghi mà chạy. Tiểu đoàn trưởng vệ binh là đại úy Thanh Nga, tên ông dễ thương như tên con gái vậy nhưng mà dân nhậu dữ. Ngày chủ nhật nghỉ, tôi ra cổng doanh trại ngủ uống nước mía. Trời lắng gắt, tôi cởi cái áo mút ở phía ngoài nhà mang vào, bắt trên bờ cổ. Đại úy Thanh Nga cùng mấy vệ binh bất ngờ sọc vào. Thằng này định bán quân trang, tịch thu, bắt nhốt tôi tao. Cái áo mút hồi đó chắc cũng được đôi chục và nó không phải là quân trang. Nhưng tôi vẫn bị tịch thu áo và nhốt vào con Nets, vốn là nhà thùng tiếp vận của Mỹ cách tôi bằng kép chật lóng điên người dưới ánh nắng hun phía sau chạm gác đội vệ binh đang cứ nhậu vui ngày chủ nhật cả từng cả tầng lên rồi rồi ai đó lém đá hoặc lấy tinh sắt đập vào thùng con lét làm tôi ù hết cả tai cuộc nhậu tàn họ thả tôi ra đại úy thanh nga lên hứng ca mấy câu vọng cổ gì đó làm đội vệ binh cười ầm tôi lùi thủi đi về tiểu đoàn huấn luyện cơn uất nghẹn họng làm nước mắt giàn ruộng. Từ bé cho đến giờ tôi chưa bao giờ bị cư xử bất công như vậy. Chẳng lớn căn cứ cũ của Mỹ trước đây nằm ngoài rìa của thị xã Tây Linh, bao gồm nhiều phân khu độc lập, các phân khu giới hạn bởi các thùng hàng rào phủ dày cỏ của Mỹ, vạt ngang dọc lững lối trồn đi. Lúc bây giờ đang là mùa khô, ngày nắng bụi nhưng ban đêm gió chướng lùa vào qua vách tròn, vốn là những tấm ghi lột trên từ đường băng dạng chiến cũ, lạnh gai cả người, bình minh mùa khô phương lam thật lạ chân trời đỏ rực với những dải mây thấp loang lổ xám chưa đến giờ tập thể dục tôi đang ngoái ngủ bỗng dòng tay lên nghe vi vu quanh quanh tất cả nháo ra cả sân chú đội trưởng hét tản ra nằm xuống pháo 130 trăm của địch đấy mấy quả nữa bắn trúng dãy nhặt tôn bò ở bên mé trái giật tung mái mây loảng xoảng tôi không còn thấy sợ nhưng bắt đầu cay cay hiểu chiến tranh là thế nào pháo của bọn khơ Khmer Đỏ bên kia biên giới bắn thêm mấy trái nữa rồi ngưng. Chẳng cỏ Mỹ cô bắt đầu bắt lửa cháy, cháy dần dần. Tàn lửa bay tung trong khói dâng cuộn cuộn. Trong buổi điểm danh đơn vị đêm đó, bầu trời thị xã sáng bừng hàng trăm biệt đạn 12 ly 7 vạch đường. Hơi thở của những ngày báo động cũ còn đang phả nóng tai. Đã 6 năm trôi qua, kể từ cuối năm 1972, bây giờ mới thấy đạn bay cao vào vạch đỏ trên bầu trời đêm. Lên chốt ở chẳng cắt cứ lớn thêm mấy ngày nữa ngày mùng tám tháng 12 năm 1978 chúng tôi lên đường vào chốt chúng tôi điểm danh lên xe reo một loại xe vận tải quân sự của mỹ xe chạy về hướng sài gòn ai cũng thắc mắc mặt trận ở hướng tây kia mà xe qua những xóm ấp yên bình những cánh đồng chẳng bía ngút tầm mắt sông vòng cỏ đông nước xanh ngăn ngắt thị trấn cò dầu hạ tấp lập chóp núi bà đen uy nghiêm chậm chậm xoay mình trên hướng xe lăn Bây giờ chóp núi ấy đã ở phía sau chúng tôi hơi trách về phía bên tay phải. Có nghĩa là trước mặt chính là hướng Tây. Đường bắt đầu vắng teo. Cánh đồng không cày cấy, cỏ dại vàng cháy. Một con dê tấp nằm chắn ở ngang cánh đồng. Đùn lên một vài đất xung quanh mấy khẩu pháo tự hành lửng lững Dãy đổ bạc lụt sụp lửa chìm lửa rồi. Đây là đơn vị pháo của chiến dịch 175 ly chấn ở cửa khẩu một bài. Ôi chào bên dưới của mình thế này thì sao? không một mốt rào răng, chỉ một vạch đê nhỏ như bờ lúa chạy dài hút mà thấm ngàn sương máu. Không như ta hình dung, đoàn xe bình thản vượt qua ranh giới không gian vô hình. Chúng tôi ngoảnh lại nhìn nước Việt một lần nữa rồi lùi xa dần đất mẹ của tôi. Có lẽ nhiều nghìn ngày nữa, trên những con đường này đầy khói bụi chiến tranh có thể tôi sẽ gặp lại hoặc không gặp lại người. Đồng không mong quảnh, nó bọc dọc theo bờ ruộng thành từng cụm hoặc đơn lẻ. Xe chạy nhanh và sốc lắm, carbon bám thành xe nghiêng ngả. Gần tới ngã ba Chipu, đoàn xe dạy trái xuôi về hướng nam, chắc con đường đất chừng 1,5 cây số rồi dừng lại. Một đội sứ xe tập trung dưới một trỏm thuốc lốt khá rộng. Đã có một số các thủ trưởng nhốn nháo chờ sẵn chúng tôi ở đây. Một cha gầy nhẳng, thấy tôi xách cây yêu ta gọi nhắn lên. Tuấn ơi, Tuấn ơi, lấy thằng này. Cái ấy là cán bộ của tiểu đoàn 4, lên thẳng trung đoàn để chọn quân. Tôi và nhiều anh em Hà Nội khác được điều về tiểu đoàn 4, trung đoàn 2, sư đoàn 9 thuộc quân khu 4. Anh Tuấn, huấn danh là Tuấn Còi, trung đội phó thông tin của tiểu đoàn. Dẫn tôi vào đoàn lính mới tò te băng qua cánh đồng về chốt. Anh Tuấn đi đầu, thỉnh thoảng lại nhắc, bảo đi khom là đi khom, bảo chạy là chạy rõ chưa? Không thì 12 đi 8 nó quất cho bỏ mẹ. Tiếng Nguyên Tuấn eo éo như giọng con gái, nghe vừa lạ vừa buồn cười. Xế chiều hôm đó, chúng tôi về tới chốt bờ đê Long An, Tên chốt là thế nhưng thực ra nằm sâu trên đất địch đến cả chục cây số. Địa bàn chốt giữ của tiểu đoàn nằm gọn trong vùng mỏm vẹt phía nam của ngã ba Chi Phu chừng 4 km. Tiểu đoàn muốn bố trí đội hình hàng ngang theo chiều dài một con đê thẳng. Đại đội 2 nằm ngoài cùng cần phum chùa có cái mái ngói đỏ. Tiếp đó là đại đội 1, đại đội 3 nằm nhô ở phía trên đội hình tiểu đoàn chừng 200 m trong một cụm nhà cũ bị phá lát là đồ hỏa lực nằm ở gần tiểu đoàn bộ hơi trách về phía bên, bên trái đã bắt đầu mùa khô nhưng những căn hầm lửa lồi lửa chìm tự bảo vấn đề vẫn toát lên mùi mốc ẩm vĩnh biệt thời huấn luyện cái bản lính dài rằng rặc tại trại chàng lớn giờ trở thành niềm mơ ước cốc chè đậu đường đen ở thị xã tây ninh trong tiếng hát ma mị của khánh ly trừng tục về thế giới xa vời trong đêm đầu tiên lính mới bổ sung về được nghỉ không phải gác Hầm thông tin thêm 6 người lên chặt. Tuấn coi trung đội phó đưa tôi khẩu AK dẫn ra ngoài hầm truyền đạt ngủ. Hầm này nằm ở phía ngoài cùng cách hầm gáp cùng 5 đến 6 m. Cầm khẩu AK băng nặng đầy nhóc, tôi hỏi ngớ ngẩn, có bắn được không anh? Anh Tuấn bật cười bảo, đang nằm giữa tiểu đoàn bộ mày định bắn ai? Nhưng anh cũng cẩn thận chỉ tôi hướng bắn rồi quay về. Xin thưa các bạn, hết phần 1, hồi ký chiến trường Tây Lam. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn các bạn trong chương trình tiếp theo.